Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Trang trí Nội thất Gia Huy. Tiếp theo hôm nay xin mời các bạn hãy cùng mình đi trang trí một căn nhà ở tại Hoàng Mai, Hà Nội. Đầu tiên là cái tấm xốp giả da bên mình sẽ trang trí này. Xốp màu cà phê rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là tấm vân đá dày 9 ly. Vân đá màu đen. Tất cả các shop bên mình thì đều có tem mác đầy đủ nhá. Các loại shop cao cấp ấy thì đều có tem mác đảm bảo chất lượng. Đây là shop màu trắng dày 8,5 ly. Các bạn cùng xem bức tường trước khi thi công nhé. Tường thì đã bị chóc sơn khá là nhiều. Bên mình đang xử lý qua cái phần sơn bị chóc. Sau đó thì sẽ dùng keo và tôn để xử lý tường. Ngôi nhà cũng được xây dựng khoảng trên 20 năm rồi các bạn ạ. Đây là phía tường bên trong, bức để tivi. Tường ở đây thì bị hỏng và được anh chủ nhà chát qua nhưng mà không được phẳng. Bên mình sẽ xử lý và sẽ dán miếng xốp trang trí lên. Còn đây là bên trong buồng này, bị hỏng rất nhiều các bạn nhìn tường. Tường bị bong sơn này. Cần sờ nhẹ vào đã bong hết này. Tường bị dột hết lớp vữa ở trong ra các bạn nhé. Chủ yếu là cái phần chân tường, khi mà hơi ẩm nó bốc từ dưới lên thì làm cho tường nó bị ẩm bốc vào cái lớp vữa, nó không được chắc, nó sẽ bị bong ra. Đầu tiên thì bên mình sẽ dùng keo để xử lý. Các bạn sử dụng keo đóc nhé. Tức là các loại keo keo đóc, keo X, keo Y đấy. Keo con chó đấy, các bạn có thể mua ở tại các cái cửa hàng vật liệu kim khí ở khu vực của nhà mình đều có hết nhé. Các bạn quét đầy phủ keo lên bề mặt của tường này, tạo cái độ bám dính. Sau đó thì sẽ trực tiếp thi công với tấm xốp. Diện tích thi công thì gồm một phòng khách và phòng ngủ. Diện tích khoảng trên 100m² các bạn nhé. Được phối hai hàng chỉ màu đen kết hợp với chân là màu giả đá. Còn nền chính là xốp vân gạch màu trắng. Tấm xốp vân gạch bên mình đang thi công với độ dày là 8,5mm các bạn nhé. Được phủ bóng rất là đẹp luôn ạ. Cách thi công thì các bạn có thể xem các video trước của mình. Có rất nhiều video mình đã hướng dẫn thi công đó. Còn đây là bên mình sẽ dùng tôn để xử lý phần tường bị ẩm mốc. Các bạn có thể mua cái tấm tôn mạ kẽm, có thể về tự xử lý cũng được, rất là đơn giản thôi. Đây là diện tích ít, số lượng ít thì bên mình có thể dùng búa với đinh mình đóng vào. Còn nếu diện tích nhiều thì sẽ dùng máy để bắn trực tiếp vào. Thì dùng máy thì bắn thì sẽ nhanh và sẽ chắc hơn các bạn nhé. Phần bên trong đã xử lý xong đây.
bạn nào muốn xử lý triệt để 100% ấy, muốn nó bền hơn thì có thể ốp thêm nhiều tôn hơn một chút, ốp hết cái từ phần chân tường trở lên nhé, cho đến hết cái phần mà bị ẩm mốc đấy. Phần giáp trần sẽ đi được một hàng chỉ đen này, sau đó đến xốp vân gạch màu trắng, tiếp đến là chỉ đen và xốp vân đá màu ghi xám. Các bạn cùng xem thì mới được thi công được một phần thôi nhưng nhìn đã rất là nổi bật rồi đúng không ạ? Các bạn cứ theo dõi các cái video của bên mình nhé, thì video là mình cũng sẽ đều nói qua và hướng dẫn qua cách xử lý thi công. Thì các bạn mà ở xa khu vực Hà Nội, các bạn có thể mua shop tại các cái địa chỉ gần khu vực của các bạn, có thể tự về thi công cũng được, hoặc có thể liên hệ bên mình sẽ gửi shop cho các bạn. Thì trên thị trường nó cũng có rất là nhiều loại shop, thì các bạn cứ xem mấy video trước mình đã giới thiệu đấy, các loại shop trên thị trường đấy, thì để các bạn tìm hiểu và sẽ mua được cái loại shop chất lượng nhé. Các cái loại shop của bên mình thì đều là hàng của Việt Nam sản xuất, shop nó không có mùi nhé, không có mùi. Và các loại shop mà hàng cao cấp thì đều có tem mác đầy đủ hết các bạn. Ở ngoài không đẹp. Ở ngoài không đẹp. Nếu bạn nào mà ở khu vực Hà Nội hoặc là các cái tỉnh lân cận thuộc khu vực miền Bắc ấy, thì các bạn có thể mai chị nổi tiếng luôn, liên hệ bên mình để tư vấn. Các bạn muốn thi công thì có thể liên hệ bên mình nhé, mình sẽ để lại các số điện thoại ở phía dưới đường link video này, hoặc là liên hệ qua Facebook, Zalo, kênh YouTube. Bài gì cũng được. Các bạn nào muốn được tư vấn nhanh thì cứ kết bạn với cái các số điện thoại mình để bên dưới ấy, kết bạn vào Zalo ấy, thì bên mình sẽ gửi hình báo giá và các cách xử lý thi công tường của nhà các bạn nhé. Các bạn chỉ cần chụp hình tường hoặc là sàn hoặc là trần nhà muốn xử lý thì bạn gửi cho mình. Đây là phần phòng khách thì đã hoàn thiện rồi. Bức tivi thì được trang trí bằng tấm giả da hình chám màu nâu các bạn ạ, tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà ấy, rất là đẹp luôn. Các bạn cùng mình một lần nữa đi xem lại cái quá trình hoàn thiện nhé. Phía bên trong phòng ngủ tấm giả đá ở phía chân thì tạo cái điểm nhấn và cũng làm màu để chống bụi bẩn. Sau này các bạn dùng thì nó sẽ không bám bẩn và nó không nộ vết bẩn. Thì mình không phải cần phải thường xuyên để xử lý tẩy rửa. Rất là đẹp đúng không các bạn? Các bạn nào có nhu cầu muốn được tư vấn xử lý và thi công ấy, thì là các bạn cứ liên hệ trực tiếp các số điện thoại bên mình nhé. Và sau khi xem xong video này thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh cho mình nhé. Mình sẽ làm video thường xuyên cho các bạn, chia sẻ cho các bạn các cách và các cái mẫu nhà đẹp nhất
để cho các bạn có thể có nhiều cái lựa chọn trang trí phù hợp với ngôi nhà của mình nhất nhé. Video của mình cũng dài rồi thì mình xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.